Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa có chỉ đạo tăng cường xử lý tình trạng vẽ bậy, phóng uế, xả rác gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Cụ thể, để giải quyết tình trạng này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Giao thông Vận tải triển khai các giải pháp xử lý công trình bị sơn, vẽ bậy, dán quảng cáo, rào vặt làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị theo quy định về quản lý, bảo trì công trình đường bộ. Đối với các công trình giao thông cấp đặc biệt hoặc có quy mô lớn như cầu Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm 2, cầu Bình Lợi, cầu Sài Gòn 2, cầu Tân Thuận 1 và 2, Sở Giao thông Vận tải sẽ xử lý bằng sơn chuyên dụng chống dính bề mặt. Đồng thời, nghiên cứu lắp đặt bổ sung camera giám sát tại các vị trí phù hợp, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, đúng quy định và đem hiệu quả cao trong việc giám sát công trình. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, các tổ chức, đơn vị có liên quan rà soát quy hoạch đô thị, định hướng, xác định cụ thể các công trình giao thông đủ điều kiện cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật phù hợp. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa và Thể thao, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, phát hiện và xử phạt nghiêm các hành vi vẽ bậy, phóng uế, xả rác tại các công trình, khu vực công cộng, đặc biệt là đối với công trình cầu Thủ Thiêm 2.